Một mình lủi thủi, cô đơn trong căn nhà vỏn vẹn 10 mét vuông, bà Quỳnh không khỏi xót xa khi nói về hoàn cảnh của mình. Chồng mất, con trai lớn cũng đột ngột qua đời sớm. Hai con gái đã có gia đình riêng, không thể phụng dưỡng chăm sóc mẹ già, bà phải sống một mình. Bảo con là cho đi rửa bát, không cho rửa, đó là này rửa gì, ngã cái lại khổ. Ở độ tuổi ngoài 80, không có lương hưu, không còn khả năng lao động, khiến bà rơi vào cảnh cơ cực thiếu thốn, rau cháo qua ngày. Mọi khoản chi tiêu đều phụ thuộc vào số tiền trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi. Vừa rồi có chủ trương của nhà nước, của Đảng và Chính phủ thì tặng trợ cấp đỡ khổ, nhà nước quan tâm đến nhân dân nên là cũng khổ đỡ ra. Theo Nghị định số 76-2024 NDCP của Chính phủ, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 360.000 đồng một tháng lên 500.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7. Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội là người từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Số tiền tăng thêm này được xem như là nguồn động viên vô cùng ý nghĩa đối với bà Quỳnh, cũng như nhiều người cao tuổi không có lương hưu, giúp họ có thêm chi phí sinh hoạt, thuốc men, đỡ phần khó khăn khi tuổi xế chiều. Cái này cải thiện thêm, tức là cái thêm, ví dụ như thuốc men này là chân đau phải mua thêm 300.000 một cái túi thuốc ở ngoài, em thấy phấn khởi, là được thêm mấy chục nữa cũng tốt đấy, đúng không? Một đồng tiền thưởng còn hơn 1.000 tiền lương cơ mà. Thực tế ra là tôi ăn thì không đáng bao nhiêu cả, giá rất ít, nhưng mà tôi làm những việc lành thì rất nhiều tiền. Cảm ơn ban lãnh đạo cao nhất, nhà nước rất quan tâm đến người dân. Dạ vâng, thì tất nhiên là được nhà nước chiếu cố đến thì nó thật là rất là vui, vì nó có cuộc sống nó ổn định. Hiện nay, cả nước có hơn 3,35 triệu người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và 361.590 người đang hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hàng tháng. Mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Định kỳ 3 năm, Chính phủ thực hiện rà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội.